của Việt Nam. Theo nghị quyết 5.1, chúng ta sẽ thông qua báo cáo quốc gia. Bây giờ tôi xin được kính mời Ngài Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, trưởng đoàn Việt Nam. Và tôi xin được cảm ơn tất cả các thành viên của đoàn Việt Nam đã tham gia vào phiên họp này. Xin mời Ngài Thứ trưởng. Thưa tất cả các vị, Việt Nam hết sức quan trọng phiên họp ngày hôm nay trong khuôn khổ của nhóm làm việc Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về đối thoại và báo cáo quốc gia lần thứ 3 của Việt Nam chu kỳ 3 theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR của Liên Hợp Quốc. Việt Nam xem đây không phải chỉ là thực hiện nghĩa vụ của một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, mà còn là dịp để thể hiện chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam về việc nghiêm túc, tích cực bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, giới thiệu những kết quả đạt được, trao đổi với các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và các đối tác quốc tế khác. Đoàn Việt Nam tại phiên họp này có các quý vị đại diện của nhiều bộ ngành chính phủ như là các bộ các ngành, các tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao. Báo cáo quốc gia của Việt Nam được xây dựng một cách toàn diện, minh bạch với sự đóng góp rộng rãi của các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, giới nghiên cứu và người dân phản ánh đầy đủ các chủ trương, chính sách, nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong việc thúc đẩy bảo vệ quyền con người thông qua việc thực hiện các khuyến nghị của Việt Nam. Chúng tôi tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các giới trong Việt Nam cũng như các tổ chức quốc tế. Tương lai chủ tịch chính sách nhất quán của Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người có nguồn cội sâu xa từ lịch sử nghìn năm của dân tộc. Chúng tôi luôn mong muốn sống trong hòa bình, tự do. Tuy nhiên, chúng tôi luôn luôn phải chịu những khó khăn trong việc theo đuổi những kết quả này. Việt Nam trong bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 đánh dấu ngày dân tộc Việt Nam giành độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt cho nhà nước Việt Nam long trọng khẳng định quyền độc lập của dân tộc Việt Nam và quyền cơ bản khác của nhân dân Việt Nam. Những kết quả bảo vệ và thúc đẩy quyền con người Việt Nam trong thời gian qua, trong đó có việc thực hiện các khuyến nghị mà Việt Nam đã tiếp nhận tại phiên đối thoại chu kỳ 2 UPR tại Hội đồng Nhân quyền năm 2014, là sự kế thừa của những nỗ lực to lớn của nhà nước nhân dân Việt Nam kể từ ngày độc lập và một phần trong quá trình đổi mới toàn diện hội nhập của quốc tế, đem lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đặt con người ở vị trí trung tâm, vừa là động lực, vừa là mục tiêu của toàn bộ sự nghiệp phát triển. Việt Nam đã thực hiện 175 trong số 182 khuyến nghị chấp thuận tại UPR chu kỳ 2, chiếm 96,2%. 7 khuyến nghị vẫn đang tiếp tục được thực hiện liên quan đến thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia, xem xét quy chế Rome về tòa án hình sự quốc tế, và quá trình nghiên cứu cho thấy 7 khuyến nghị này cần thêm thời gian nhằm đảm bảo việc thực hiện hiệu quả. Kết quả thực hiện các khuyến nghị Việt Nam và Việt Nam tiếp nhận tại phiên đối thoại của chu kỳ 2 được tổng hợp trong báo cáo quốc gia, được thể hiện chi tiết trong phụ lục kèm theo. Với ưu tiên cao nhất là tăng cường nhà nước pháp quyền, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế, chính sách nhằm đảm bảo tốt hơn các quyền tự do cơ bản của người dân. Từ báo cáo tại chu kỳ 2 năm 2014 đến năm 2018, Việt Nam đã bổ sung, sửa đổi, ban hành mới 96 văn bản luật pháp liên quan tới con người, quyền con người. Nhiều luật mới lần đầu tiên được ban hành như luật tín ngưỡng tôn giáo, luật tiếp cận thông tin, luật trưng cầu dân ý, luật trẻ em. Quá trình xây dựng các văn bản luật luôn có sự tham vấn, ý kiến của các tổ chức xã hội, nhân dân, được đăng tải công khai và được Quốc hội thảo luận kỹ lưỡng, tiếp thu ý kiến của người dân. Quyền bình đẳng trước pháp luật đã được quy định cụ thể, rõ ràng hơn trong các văn bản pháp luật và được đảm bảo trong thực tiễn tốt hơn. Đặc biệt là luật trợ giúp pháp lý năm 2017 đảm bảo quyền tiếp cận công lý đầy đủ cho tất cả mọi người dân, nhất là các nhóm yếu thế. Kể từ năm 2014, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã thực hiện trợ giúp pháp lý cho gần 500.000 vụ việc, tham gia tố tụng hơn 55.000 vụ việc. Là một quốc gia đa tôn giáo, đa tín ngưỡng, Việt Nam tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời nghiêm cấm mọi hình thức kỳ thị, phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo. Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 tạo thêm thuận lợi cho hoạt động tôn giáo, cũng như tạo điều kiện cho các hoạt động của tổ chức tôn giáo tham gia các hoạt động xã hội, giáo dục, từ thiện, giao lưu, hợp tác quốc tế. Các tôn giáo lớn đến Việt Nam từ bên ngoài hay các tôn giáo nội sinh, tín ngưỡng truyền thống, phát triển hòa hợp và đan xen
với hàng nghìn hoạt động lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng diễn ra hàng năm, tạo nên một bức tranh đa dạng, sinh động và giàu bản sắc trong đời sống cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Nhiều hoạt động tôn giáo quốc tế lớn cũng được tổ chức ở Việt Nam như các đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2014 và Vesak 2019 500 năm cải chánh đạo Tin Lành 2017, thu hút sự tham gia của hàng ngàn chức sắc và hàng vạn tín đồ tôn giáo trong nước và quốc tế. Quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ, quyền tiếp cận thông tin được đảm bảo tốt hơn với sự phát triển mạnh mẽ của báo chí, Internet và mạng xã hội. Việt Nam hiện có gần 900 cơ quan báo chí, 18.000 nhà báo được cấp thẻ và khoảng 5.000 phóng viên, 60 nhà xuất bản, với tốc độ tăng bình quân số lượng xuất bản phẩm hàng năm là 5-10%. Đài Tiếng Nói Việt Nam phủ sóng 97,5% diện tích lãnh thổ. Việt Nam đã trở thành một nước có tốc độ phát triển Internet cao nhất trên thế giới vào năm 2017. Số lượng người dùng Internet ở Việt Nam là 50 triệu người, chiếm 54% dân số, so với con số 30,8 triệu người năm 2013. Và thường đứng vào số nước dẫn đầu trên thế giới. Số tài khoản Facebook đang hoạt động là khoảng 58 triệu, đứng thứ 7 trên thế giới. Quyền tự do hội họp và lập hội của người dân được ghi nhận trong bản hiến pháp đầu tiên của Việt Nam năm 1946 và kế thừa phát triển trong các bản hiến pháp sau đó, cũng như được đảm bảo thực hiện trên thực tế. Tính tới hết năm 2017, Việt Nam có hơn 68.000 hội, hiệp hội, các hội từ thiện, các tổ chức phi chính phủ, của phụ nữ, của nông dân, của các nhà khoa học, của giới chuyên môn, của các tổ chức phi chính phủ khác. Họ đang đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển đất nước về mọi mặt và tham gia có trách nhiệm trong việc xây dựng chính sách, pháp luật. Hiện nay, Việt Nam đang xây dựng luật về hội, tổ chức nhiều vòng tham vấn của các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các chuyên gia và người dân trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua. Việt Nam luôn dành nhiều nguồn lực cho việc đảm bảo các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, tiên, cái chiến lược phát triển bền vững, đảm bảo công bằng xã hội. Trong đó đặc biệt quan tâm thúc đẩy quyền của phụ nữ, trẻ em, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số. Việt Nam duy trì mức tăng trưởng kinh tế trên 6%. Đó là từ kết quả trong các nỗ lực trên, chúng tôi tạo thêm hàng triệu việc làm cho người dân mỗi năm, duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp. Các chính sách giảm nghèo được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt là ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, giúp giảm mạnh và liên tục tỷ lệ nghèo đa chiều từ 9,9% năm 2015 xuống 7,7% năm 2017. Hàng triệu người thuộc các nhóm yếu thế được cấp thẻ y tế miễn phí và được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Hiện tại, chúng tôi đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học. Hàng trăm nghìn hộ nghèo, khu vực nông thôn được hỗ trợ về nhà ở và nhiều công trình được xây dựng nhằm hỗ trợ cho sinh viên, người thu nhập thấp ở đô thị. Nhà nước Việt Nam đảm bảo quyền bình đẳng giữa 54 dân tộc Việt Nam, có các chính sách cụ thể và dành ưu tiên về nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao đời sống, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, bảo tồn tiếng nói, chữ viết của họ. Người dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị và giữ nhiều vị trí then chốt trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Hiện tại 100% xã vùng dân tộc thiểu số có trạm kinh tế, có trạm y tế và cán bộ y tế, 100%. Các huyện có trạm y tế và bác sĩ, ưu tiên khám chữa bệnh miễn phí, bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số. 92% người dân tộc thiểu số được tiếp cận đài phát thanh. 85% được xem truyền hình. Nhiều chương trình truyền hình được phát bằng chính các thứ tiếng dân tộc thiểu số. Người dân tộc thiểu số ủng hộ để phát triển và giữ gìn văn hóa của mình.